với em rằng mình không nên gặp nhau nữa người ơi. Anh đâu biết em đâu thế nào. Phương kiến căng. Xin lỗi, hồi nãy nó hắt phí hàng chi nó nhanh quá. Bà tin tôi lên công ty bóp cổ bà. À rồi, ghi cái câu này xong là em biết ai luôn. Anh Quốc đúng không? Bữa nay bà đặt người gác đền. Đền này là đền gì? Ron. Thôi em mệt quá, mệt quá. Bây giờ tập trung hát bài này cho đừng bể nha. Chào Phù Du, chào các bạn nào mới vô. Sao mắt đỏ? À do đèn đó các bạn. Hay là nó đỏ thiệt vậy ta? Mới ngủ không để ý. Anh nói với em rằng mình không nên gặp nhau nữa người ơi. Anh đâu biết em đâu thế nào. Khoảng lặng phủ kín căn phòng mây. Tim em như thắt lại và mong đó chỉ là mơ. Vì em còn yêu anh rất nhiều. Giọt buồn lắm nhòe đi trong kẻ mắt. Hoa cùng cơn mưa là những nỗi buồn kia. Em khóc cho cuộc tình chúng mình. Cớ sao còn yêu nhau mà mình không thể đến được với nhau. Vì em đã say hay bởi vì bên anh có ai kia. Chẳng ai có thể yêu nổi được trái tim khi đã lỡ yêu rồi. Chỉ biết trách bản thân đã mù quáng cho điều một người vô tâm. Từng lời hứa như vẻ sao lạnh lùng cắm thật sâu trái tim này. Vì muốn thấy anh hạnh phúc nên em phải lụi về sau. Thời gian qua chúng ta liệu sống tốt hơn hay cứ mãi rồi lừa. Nhìn người mình thương ướt nhòe mi cái khiến cho lòng này tấp đau. Người từng khiến em thay đổi là anh đã mãi xa rồi. Tôi giấc mơ khép lại ký ức kia gửi theo gió bay luôn. Bạn này lâu quá rồi ngon không hết. Không biết có sai chỗ nào không? Mọi người nghe đỡ nhé. Nhẹ đi sông kè mắt. Hoa cùng cơn mưa là những nỗi buồn kia. Em khóc cho cuộc tình chúng mình. Cớ sao còn yêu nhau mà mình không thể đến được với nhau. Vì em đã say hay bởi vì bên ai có ai kia. Chẳng ai có thể yêu nổi trái tim khi đã lỡ yêu rồi. Chỉ biết trách bản thân đã mù quáng cho điều một người vô tâm. Từng lời hứa như vẻ sao lạnh lùng cắm thật sâu trái tim này. Vì muốn thấy anh hạnh phúc nên em xa lùi về sau. Thời gian qua chúng ta liệu sống tốt hơn hay cứ mãi rồi lừa. Nhìn người mình nhòe mi cái khiến tim này càng thêm đau. Người từng khiến em thay đổi là anh đã mãi xa rồi. Thôi giấc mơ khép lại ký ức kia gửi theo gió bay. Chẳng ai có thể yêu nổi được trái tim khi đã yêu rồi. Chỉ biết trách bản thân đã mù quáng cho điều một người vô tâm. Từng lời hứa như vẻ sao lạnh lùng cắm thật sâu trái tim này. Vì muốn thấy anh hạnh phúc nên em sẽ lùi về sau. Chúng ta liệu sống tốt hơn hay cứ mãi rồi lừa. Nhìn người mình thương ngất nhòe mi cay khiến tim này càng thêm đau. Người từng khiến anh thay đổi là em.
Sao Mô hát bài buồn mà các bạn cười dữ vậy các bạn? Tôi nhớ bài này là bài tương đối là buồn mà sao mấy ông cười nhiều thế? Phòng đó bay không nổi đâu mắm ơi. Đúng rồi, bữa nay mà lấy cái phòng mà to bự bên kia là mắm sẽ nhảy hip hop tặng các bạn rồi. Hôm trước là múa ba lê tặng các bạn luôn. Bữa đó hình như anh An không có vô rồi. Bữa đó em múa ba lê quá trời lồng lộn. Các bạn muốn nghe bài gì mọi người ghi tên giùm mắm nha. Mắm bật nhạc đại cho nó auto nhạc. Còn tự nhiên hôm nay cái ghế chơi vui vậy, cái ghế bị gì hết. Lại tựa bài hát là chữa. Ê bà kia hát bài, em không biết bài trăm năm không quên. Trời, anh có thể ghi là một comment một là xong nguyên cái nội dung luôn á anh. Anh tách ra làm chi cho em chóng mặt quá. Người đàn bà tham lam. À, ta người đàn ông tham lam và ổng ghi là người đàn bà tham lam là mới bị hoang mang trong 10 giây. Chúng ta không thuộc về nhau chung tình. Nó giới hạn chữ hả? Ủa thiệt á? Ủa em thấy các bạn comment vẫn dài quá trời mà có mấy chữ đâu mà giới hạn. Bây giờ, ok, người đàn ông tham lam mà ghép tên. Nhưng mà nếu mà ghép tên thì các bạn giúp mắm comment nhanh nhanh một xíu nha. Tại vì cái bài này nó cũng hơi nhanh á. Không, cái tốc độ bài này thì không nhanh nhưng mà cái chỗ ghép vô nó nhiều. Nên là nhiều khi mọi người comment chậm quá cái mắm ghép luôn. Với lại các bạn rất là hay comment chữ mớm, chữ đào. Đó, mặt tên của mắm toàn là thanh trắc không à. Đó, thanh trắc là nó khó bỏ vô, rất là khó ghép vô. Nay vắng tâm. Ai comment có đó. Nhưng mà có cái là hơi chậm thôi. Bây giờ các bạn comment nha. Bạn nào muốn ghép tên thì comment vô món ghép. Còn món ghép không kịp là món sẽ hát bản gốc nha. Mắm thấy ai là mắm sẽ ghép bạn đó nha. Sao bị lắc rồi ta? Nhung dù biến trái tim chẳng thể chia đôi mà sao vẫn cứ tham lam hơn người. Ngân dù nói trái tim chỉ có nam thôi mà sao vẫn mơ về hình bóng xu. Duy là thế gian cũng giống như nhung, đàn ông ai chẳng tham lam hơi người. Yêu một lúc rồi cho yêu như vậy làm mãi yêu. Người đàn ông tham lam chính là kẻ, người đừng nên nói nữa ta hãy quyết định đi. Một lần gần yêu mình dù đời lần xưa hô bao qua còn không thấy bước bên cạnh nhân. Người đàn ông tham lam chính là tiền, một bàn tay năm ngón mi chẳng biết cho nai. Chẳng cần đau thêm bận tâm người ra đi xa là cho anh được ấm em bên người. Comment lại giùm món nha, bạn nào muốn ghép vô bài hát này. Một số đoạn nó nhanh quá, món không ghép kịp luôn á. Cảm ơn bóng ma. Chào bạn Vương nha anh. Làm lại mọi người comment tên nha. Chuột dù biết trái tim đôi thế chia đôi mà sao vẫn cứ tham lam hơi tàn. Nhung dù nói trái tim chỉ có duy thôi mà sao vẫn mơ về hình bóng. Mình là thế
gian cũng giống như nì. Đàn ông ai chẳng tham lam hơi người. Yêu một lúc đến hai ba bốn năm cô rồi chẳng yêu như vậy là mãi yêu. Người đàn ông tham lam chính là mình. Người đừng nên nói nữa vì hãy quyết định đi. Một là nam yêu mình ngân lôi lòng xưa vì bao ca còn không hay bước bên cạnh xu. Người đàn ông tham lam mãi là ngân. Một bàn tay năm ngón mình chẳng biết cho ai. Chẳng cần duy thêm bận tâm người ra đi sẽ là đã đi cho sơn. Được ấm êm bên người làm chính là ai. Người đừng nên nói nữa, anh hãy quyết định đi. Một là anh yêu mình em lỗi lầm xưa em bỏ qua còn không hay bước bên người ta. Người đàn ông thầm lan mãi là ngân. Một bàn tay năm ngón anh chẳng biết cho nay. Chuyện cần anh thêm bận tâm người ra đi xa là em nên cho anh. Vừa được nghe bài hát Người đàn ông tham lam phiên bản tình yêu bùng binh. Nãy giờ tôi chưa thấy cái bài nào mà tình yêu bùng binh như cái bài này. Sao không ghép ọe vậy? Ọe là tên luôn hả anh? Ai mà tên ọe là coi như là xác định là tình chuyện tình yêu bùng binh nha. Yêu gì đâu mà yêu vòng vòng như cái bùng binh như hồn rùa vậy đó. Bây giờ mọi người nghe bài gì nữa các bạn? Bây giờ mới tự tìm nhạc nè. Cảm ơn mọi người, xin chào. Bài nào có hoa lên hoa giùm ấm nha. Bây giờ bài này nè, bài này là xác định là ghép là đúng hay luôn. Nhưng mà mớm chưa có thuộc lắm. Từ từ nhé. Bây giờ mình qua nhạc hoa nha các bạn. Mình qua nhạc hoa, lời hoa luôn. Nhưng mà nó được Việt hóa một chút xíu. Tại vì sao? Tại vì mớm không thuộc. Đó, đang tập bài này. Thiên sứ cô dâu hả? Chị không biết bài đó Bạch Bướm ơi. Chị không biết em ơi. Đổi bài đi, chị biết chị tặng cho. Đừng chỉ cả câu nan thế gì sẽ răng sinh. Quên, đại nghe là phải đọc rap. Đọc lại. Hey, quả đi. Đừng chỉ cả câu nan thế gì sẽ răng sinh. Tà hai si châu chan. Giờ chỉ cần khương nặng cái gì sẽ bắn nè. Mày sao đây? Chờ chờ xin chạy. Khỏi chạy à? Có đồ đẹp xin chạy. Khỏi ghép mà món cấp. Bài này thì món cộng thuộc để lấy gì ghép. Giờ chỉ cần khương nặng cái gì sẽ ra sinh. Cả hai ơi xin sâu sang. Giờ chỉ cần khương nặng cái gì sẽ bắn nè. Bỏ qua đoạn này nha mọi người. Mắm nói gì mắm cậu không hiểu. Mắm cậu không biết mắm đang nói gì. Nên nhìn xì xì ha ha. Cảm ơn phân đoạn chú chí lá. Chờ cơm mì mì ha ha. Tờ rửa sơ nhìn nhìn chí trà. Hãy cơ xa 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 xa. Bán xì cơ xì xa xư phong.
phận ai chỉ 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 lá chỉ khắp mi mi hoa hồng tiền đời chơi cùng chỉ chỉ trà hãy cứ sơ 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 cả xin thang sư Chào các bạn mới vô nhà mình. Đây là bài có một cô nương. Chỉ có cô nàng thấy tôi như sơ ra sư thả hay như xin xin xa. Bẻ, cái này là bẻ banh sát luôn. Các bạn chứ không phải bẻ thường, bẻ banh chầm. Nay nhìn xin nhảy cảm ơn hai em Jack and Z. Sorry, chợ em ngóng đọc hay sai tên người ta. Bây giờ mọi người muốn nghe bài gì nữa? Mắm hết bài rồi đó. Bây giờ mới sẽ cho các bạn chọn bài hát. Các bạn cứ chọn đi. Các bạn hãy cứ chọn bài hát đi. Tại vì bài nào thì mắm cũng sẽ bẻ như nhau thôi. Không có gì lạ hết. Chung tình đúng không? Nghèo mà chất. Ok. Xì xì ha ha. Trời dù hình người chơi chi la. Ok. Bây giờ mình sẽ đổi thể lại. Bây giờ mình sẽ qua nhạc rap. Mà rap lớp dành cho những cặp đôi mà kiểu là mối tình đầu rồi các bạn. Dành cho mấy bé mà kiểu là thiếu nhi. À không, thiếu nhi không được, bị lố quá. Dành cho mấy bạn mà kiểu là mới yêu lần đầu tiên. Đó. Còn mấy bạn mà già già mà cẩm mớm rồi đó thì cái bài này là không có thấm đâu. Tại vì bài này là dành cho những cặp đôi tình yêu cô te kẹo ngọt thôi. Còn mình là chú lè lắm rồi, không có ngọt được nữa. Ok, vô. Để em kể cho anh nghe nỗi buồn của em về tháng trước. Là đứa con gái út nhất với 40kg đâu phải ai mơ cũng được. Sáng nhì trễ đi chưa ăn cơm, buồn chiều làm gì thì không biết. Tối thì ra đường đi chơi với cha để ông trời làm mưa mít. Em đành ở nhà đành than vãn á đồ. Cuối cùng em gặp anh, nước da ngâm đen mật thì đầy mụn, nước xoay chiếc phèo thì đâu kém. Nhưng mẹ em bảo yêu vì tâm hồn mơ bay đúng là chữ yêu, nên em cắm đầu cắm cổ bươn theo. Dù bạn bè nói em đủ kiểu, ghệ mày xấu ghệ mày lùng, nhìn cái tướng nó như con heo. Sao mày nói nó giống Sơn Tùng và nó rất nhiều con theo. Bắt đầu nổi điên rồi phải không, giở trò đầu gấu nó phải không. Nhưng mà thực sự nó là như vậy, em đâu có chơi trò vu khống. Nhưng khổ nổi là em yêu anh nên em đâu có làm miệng đời. Chỉ là đôi khi làm biến nhắn tin anh giả bộ mất công chuyện rồi để anh chờ đợi anh hỏi thăm. Đơn giản em thích vậy, nhưng mà cho em mỗi ngày kia nằm tiếp tục xích mích đây. Yêu là ghen, yêu là mong, yêu là chờ, yêu là nhớ, yêu là giả lớn ít mấy đứa kia ra công ăn bàn tay biết chớ. Yêu là mờ mỏi đời chờ, đơn giản chỉ là dòng tin nhắn. Yêu là chuyện hồn nhà phần môi thôi, đặc biệt ổng chơi trò cắn. Yêu là ghen, yêu là mong, yêu là chờ, yêu là nhớ, yêu là giả lớn ít mấy đứa kia ra công ăn bàn tay biết chớ. Yêu là mờ mỏi đời chờ, đơn giản chỉ là dòng tin nhắn. Yêu là chuyện hồn nhà phần môi thôi, đặc biệt ổng chơi trò cắn. Học hành siêng năng cuối cùng em cũng thất nghiệp, chỉ có yêu anh là đủ điều kiện để mà đủ điểm tác nghiệp. Em phải đủ kịp với mấy đứa kia là phải đi tay ga đồ, nhưng mà mỗi lần đứng trước nhà anh bị chó nó dí đằng xe hỏng nổ. Anh bảo gì em cũng nghe, anh nói gì em cũng làm hết, dù có nhiên vô dầu sôi lửa bỏng. Tôi nguyện vì anh mà em cũng chết, nên xin anh chỉ một điều đơn giản thôi, là đừng bao giờ bàn chuyện cưới nhau vì tiền đám cưới á không có thôi. Tính em hay hài và ít khi quan tâm, những lúc thế này em chỉ muốn thời gian nó trôi qua thật chậm, để được bên anh, được nói láo khi anh không tha thứ, để được ôm anh khi mùa đông về lầu này. Nói thật anh biết chứ, nên em là cố là không cãi nhau vì mặt anh xấu lắm. Và em phải lái chiếc xe tình yêu đến nơi nào không tối tăm, nơi mà em tựa vào anh cất trong chúng quay ở đó, đến nơi như trong bài hát ngôi nhà và những đứa nhỏ. Yêu là ghen, yêu là mong, yêu là chờ, yêu là nhớ, yêu là giả lơ hết mấy đứa kia đã không an bạc ta biết chớ. Yêu là mờ mỏi đời chờ, đơn giản chỉ là dòng tin nhắn. Yêu là chỉ hôn nhà vành môi tôi, đặc biệt ổng chơi trò cắn. Bài này là bài chung tình và mớm thân tặng cho những bạn mà mới vừa yêu, tình yêu cô te kẹo ngọt. Vấn đề là nãy giờ đọc comment cái không hiểu luôn á. Bây giờ ghe lên trên nè. Dài quá, dài quá. Mét mớm cái gì nè. Này thì ngày nào cũng xấu hả xin nè. Dài quá.
dài quá để mình đọc lướt lướt cái mình sâu chuỗi vấn đề lại, chứ không thôi là hết giờ luôn. Mắm già ơi, gia đình hôn nhau sờ mờ lờ kìa. GD là gia đình hả? Là sao ta? Tính ra là khó hiểu lắm nè. Tính ra là ai hung ai là ghi lại giùm em cái, em kéo em mệt quá. Dạo này em cũng hay bị tụng iOS dữ lắm. Bây giờ ai hung ai, vấn đề là bà cũng nhiều chuyện thật. Ủa tự nhiên các bạn đừng có kể, tự nhiên các bạn kể xong rồi bây giờ các bạn phải nói cho mắm hiểu chứ, chứ để nó bị ức chế đó. Nhiều khi là thà mình không biết luôn, đúng không mọi người? Cái tự nhiên mình biết cái mình bị ngưng cái sự biết lại, cái nó khó chịu, nó bị ức chế. Quản trị viên người gác đền Kronos là anh Quốc đúng không? Cấm thành viên phù du chát chữ. Vẫn chưa có lòi cái vấn đề ra là ai hung ai hết. Không hiểu luôn. Bây giờ ổng cấm chát phù du đúng không? Là coi như là anh Quốc gây thù chuốc oán với phù du, với gia đình mắm phù du. Đó thì anh Quốc gây thù chuốc oán với phù du thì thì kệ ổng chứ đâu liên quan đến mắm đâu ta. Đúng không? Thì ví dụ bây giờ ổng gây thù chuốc oán với người ta thì người ta trả thù ổng, là coi như đâu liên quan đến em đâu. Mà cái vấn đề gì mà hung nhau nhiều, mình ta đang em ghi nhận em sẽ trả thù sau đó. Bỏ vậy, bây giờ là ổng gây thù chút quán với em nha, em nốt vô giùm chị, mai mốt là phải trả thù. Nếu như mà trường hợp em không gặp để trả thù á, chị sẽ trả thù giùm cho nó. Nhưng mà phải nói với chị kiểu là chị là kiểu là hóng hớt á, chị là nằm ở kèo giữa đi chứ chị hóng hớt đó. Thực ra là cũng không liên quan gì đến mớm chân, nhưng mà là mớm nằm kèo giữa đi đó. Thì cái vụ hung là cái vụ gì là không hiểu nè. Nãy giờ cũng đợi các bạn comment mà các bạn comment nó còn rối hơn là lúc mắm là suy diễn nữa. Bà tướng như con mắm. Ủa em thuê xã hội đen, anh có thấy anh có coi phim Thập Tam Muội không? Bữa giờ các bạn share quá trời. Đó, Thập Tam Muội người ta cũng ấm dơm ấm nhất, có cái người ta cao hơn mắm đâu. Có cái là người ta cao 1m7, còn mắm cũng 7 mà 1m57. Đó, cũng đâu có khác bao nhiêu, cũng có số 7 ở trọng, đâu khác nhiều đâu. Thư xã hội đen, đúng rồi. Bây giờ các bạn muốn nghe bài gì mọi người la làng lên nha. Mắm tự tìm bài là các bạn không có chê dở nha. À, nghèo mà chất, ok hả? Mặt mắm vậy, ai nghe hả? Thì nhiều khi em make up lên, mà nhiều khi mắm có make up lên, mắm hóa trang lên cho nó ngầu. Nghèo mà chất nè, ok. Đây cũng là một bài về tình anh em, tình đồng chí, nhưng mà cũng cần ngầu đó. Các bạn nhìn mặt mắm ngầu nè. Vô. Ê mà bà mắm già, mắm định đọc comment luôn rồi đó. Am Z, mắm định đọc comment luôn á. Mà mắm thấy chữ già, mắm quyết định, tôi quyết định tôi hát tiếp nè. Không đọc comment nữa. Đêm trắng khói thuốc, ngồi tận hưởng với ly cà phê, càng đêm đắng nhói buốt. Tự nhiên buồn thấy mà ghê, nên mới bảo cho bạn thân đi lấy cần sa rồi hút mà tê lên tới não. Rồi online ngắm hình cơ xinh nơi thấy là mê, nghĩ cũng buồn mình không có vợ, cũng đẹp trai dữ lắm mà ta. Đâu có thiếu gì chỉ thiếu nợ, mà sao duyên phận quy ánh đàn ma. Thì cái tình mà biết phải làm như thế nào đây, đã từng yêu biết bao nhiêu người, rốt cuộc vẫn làm trái tim này đau. Đến khi để ý một người thì lại là bông hoa có chủ, mà tư nghĩ đâu mình cướp má là thằng chủ nó cho cú chỏ. Thôi từ bỏ ý định đó đi, cũng đâu phải thích tình tay ba. Tiếp tục cuộc sống cô đơn, mỗi khi thấy buồn là mình ta bay, mà ít nhất cũng có đứa bạn làm tri kỷ mỗi khi tôi cần. Anh em đứa nào cũng vậy, cũng chẳng giàu sang hay nhà cao tầng, không phân biệt, không hơn thua, không tranh giành và không
cần đo đếm. Đến là vì cái tình đâu phải cái bình hay chỉ một đêm đó. Tri kỷ được mấy người, bạn bè thì có cả trăm lần, nhưng chất chỉ có vài đứa đến bên tôi mỗi khi tôi lâm trận. Tùy ít nhưng mà chất, máu chỉ đều thì đâu có ngán bạn. Anh em mình vẫn cười tươi mặc dù trong túi đứa nào cũng mấy ngàn. Cuộc sống cứ thế mà xô đẩy, thì đôi lúc nó sờ sảy, nó xô nó đẩy nó say nó đổ. Không có đường binh mà say sợ, đám nhà giàu ăn chơi quậy phá chọc cái cô gái đi rất chuyên. Tôi nghèo ăn cơm với cá, nhưng vì nghèo nên tôi có chất riêng. Các bạn thấy món ngầu ghê chưa? Quá trời xuất sắc, bữa nay ngầu quá ngầu. Mình nghèo ăn cơm với cá, nhưng vì nghèo nên tôi có chất riêng. Ngọt bùi chua mặn thêm một chút vị nồng cay. Trường đời bắt ta phải gồng tay, chứng tỏ cho biết đừng hòng lay. Có tờ nét như rồng bay rồi kết thúc là còng tay. Cứ như số phận có thằng con trai bị bắt phải cưới thằng chồng gây ở ác thì gặp quả báo. Cuộc đời này cứ như một vòng xoay, giống như tụi tôi mà khỏe ăn rồi cứ như vậy là xong. Con người luôn ngay mà cứ như con quỷ thật đầy lông. Cũng thiệt là bực cái mình, sống thế nào để cho vừa lòng đây. Nương nhau mà sống chứ đừng lợi dụng nhau mà sống. Biết non nhau mà sướng chứ đừng có giọng nhau mà súng. Nếu mà chơi với ai vì tiền có chắc chắn là sẽ bền lâu. Cũng đừng nên quan sát về mình mà hãy để người xung quanh bầu lên đi. Vẫn thích cuộc như vậy từ tháng nọ đi qua tháng này. Không có gái thì lấy gần xa ra kéo một bi là thấy nè. Cũng có thể lấy được cảm hứng để ta khơi lòng. Rắp những gì mà tôi muốn rắp trên nhạc không lời. Dân nhà giàu nó thích chơi lớn, tụi mày sống quá nơ mới vậy. Nhà tôi nghèo nên nhìn hơi ớn, mới chật và nóng mới so với mày. Nói gì nói cũng là đồng loại, giàu hay nghèo thì cũng là người. Tụi mày ôm bắt vàng mà khóc, còn tụi tao ôm bắt khóc mà cười. Cuộc sống cứ thế mà xô đẩy, nhiều khi đôi lúc nó sờ sảy, nó xô nó đẩy nó say nó đổ. Có đường binh mà xoay sở, đám nhà giàu ăn chơi quậy phá chọc gái cô gái đi rất chuyên. Mình nghèo ăn cơm với cá, nhưng vì nghèo nên tôi có chất riêng. Không cần mới có chất riêng nữa. Trời ơi anh An ổng đổi qua manager Jerry Nguyễn. Tự nhiên đổi qua tiếng Anh cái nó sang chảnh liền luôn. Anh có thấy, các bạn có thấy như vậy không? Tự nhiên ông An ổng đổi qua manager Jerry Nguyễn, tự nhiên nghe nó sang chảnh liền luôn. Bởi vì bây giờ là người ta nói là mình phải tập nói tiếng Anh từ từ là vừa rồi. Nhiều khi mình nói tiếng Anh với các nói tiếng Anh như là gió thì cái chữ nào khó mình bỏ qua tiếng Việt cũng được. Mà nó sang chảnh liền luôn các bạn. Tự nhiên manager nghe nó sang. Một thời có like trên Facebook không em? À hôm nay Mắm, tối nay Mắm bận đi thử đồ. Tại vì cuối tuần này Mắm có lịch đi chụp và đi quay ở Vũng Tàu, đi biển. Tuần này cuối tuần Mắm sẽ đi lồng lộn ở ngoài biển, cho nên là bây giờ phải đi chọn đồ, chuẩn bị đạo cụ, thiết bị để đi quay, nên tối nay Mắm không có lên được. Có gì nếu mà tối mai mà xong việc hết, chuẩn bị cho việc đi quay xong hết rồi thì có gì tối mai Mắm sẽ livestream với các bạn. Và cuối tuần thì để Mắm ra biển xong cái Mắm lồng lộn Mắm livestream cho các bạn xem nhé. Tại vì biển ở Vũng Tàu thì livestream được, chứ không như ngày hôm trước Mắm đi Trung Quốc họ cấm Facebook nên là livestream một lần đúng cực luôn. Bữa nay là live được rồi. Hôm sau Mắm sẽ đi biển, Mắm sẽ lồng lộn đầm maxi ngoài đó. Không có mặc bikini được, tại vì Mắm cũng định là Mắm làm một bước đột phá. Không Mắm quay quảng cáo chứ không phải MV. Định làm một bước đột phá là mình ra ngoài biển Vũng Tàu cái mình mặc bikini đó. Nhưng mà suy nghĩ lại thôi cũng kỳ, nên là nhiều khi ra ngoài đó cái mình đẹp xuất sắc ở ngoài đó thì cũng thôi cũng ngại lắm. Nhiều khi mọi ánh nhìn lại đổ về mình đó, mà nhiều khi người ta nhìn mình là không phải vì mình đẹp mà là vì mình khùng hay là gì đó thì mắc công nữa. Nên là thôi mình sẽ chọn giải pháp an toàn là mình sẽ mặc đầm maxi đó, vậy đi. Thôi bà mặc bikini mọi người bẻ hết hả? Thì em cũng suy nghĩ là nó sẽ có hai trường hợp xảy ra. Hai trường hợp xảy ra thì người ta đều đổ dồn vô người ta nhìn mình. Trường hợp thứ nhất là do mình là đẹp quá cái người ta giờ mình. Trường hợp thứ hai là do nhìn mình khùng quá người ta giờ mình. Mà mình không biết là nó nằm ở cái trường hợp nào. Nó thôi giải pháp an toàn là mình ra biển nhưng mà mình rửa chân thôi, mình không tắm. Mình sẽ mặc đầm maxi ra đó mình rửa chân thôi. Bây giờ Mắm còn khoảng 10 phút, các bạn có nghe bài gì nữa mọi người comment nha.
thấy ghê. Trời đất ơi, người ta chưa có lồng lộn lên thôi, chứ nhiều khi cũng đâu đến nỗi đâu. Gửi anh xa nhớ, mấy cái bài của Bích Phương á, Mắm hay bị đâm ban lắm. Còn các bạn còn sự lựa chọn nào khác cho Mắm nữa hay không? À, bài cái bài mới hả mọi người, Sai Người Đúng Thời Điểm, ăn Sai Người Sai Thời Điểm gì đó. Tướng như khô mực. Em có đòi mặc bikini đâu anh Quốc. Rõ ràng không? Rõ ràng em tuyên bố là định mặc bikini, nhưng mà cuối cùng là quyết định là không mặc bikini mà chỉ xuống rửa chân thôi. Chỉ xuống ngầm mặc đầm maxi xong rồi xuống biển và đặt dạo chơi với lại sóng biển, xuống đá đá chân vài cái rồi đi lên. Rõ ràng hồi nãy giờ em nói vậy chứ em có nói mặc bikini đâu, đúng không? Yêu đúng người sai thời điểm. Ủa này là bài khác nữa hả Hậu? Món chơi kỳ vậy. Chúng ta không thuộc về nhau cũng được, cũng được. À, bây giờ Mắm từ từ. Rối quá, bây giờ bị rối quá. Mà khi mà mình rối thì mình lên nhạc cái đã. Đó, đó. Lên nhạc Hoàng Châu Công Chúa. Sai người sai thời điểm ha các bạn. Hay là đổi qua một bài rap xong rồi sai người sai thời điểm xong cái mình hết giờ luôn. À, bạn nào có hai nhớ lên hai giùm Mắm nha, nãy giờ quên nữa. Bạn nào còn xu thì giúp Mắm lên cho đủ 6 triệu 6 luôn nè mọi người, 6 tỷ 6 luôn nè. Hoa là sắp lên là 10 tỷ luôn rồi nè. 10 tỷ hoa là coi như là trải nguyên cái Sài Gòn này luôn. Ok, chúng ta không thuộc về nhau trước đi. Xong rồi mình sẽ qua đến bài là Sai Người. Sai Người Sai Thời Điểm. Ủa? Sao nhạc kỳ vậy? Ủa, Mắm nhớ cái bài này sếp hát lồng lộn lắm mà sao nhạc kỳ vậy ta? Làm lại. Ủa? Cảm giác mình đi xa thế giới quá. Ủa? Sao Mắm không có ấn tượng gì đó là bài Chúng Ta Không Thuộc Về Nhau vậy? Cái gì vậy? Làm lại. Biết khác. Đó. Chúng ta không thuộc về nhau. Cũng được ha, mà nó hơi nhỏ. Thôi kệ đi. Chúng ta không thuộc về nhau. Cái này phải biết không? Mắm hứa lèo hả? Mắm hứa cái gì vậy? Chết rồi. Đừng về nơi đâu. Để xíu à. Sorry, Mắm hứa cái gì vậy? Các bạn comment lại. Tại vì các bạn phải nhắc chứ Mắm quên. Cảm ơn xíu nha. Cái beat đó đúng rồi nhưng mà nó hơi nhỏ đúng không? Bây giờ đó. Rồi. Ok, bài này xin phép các bạn 5 phút Mắm phải đẹp trai lên một xíu. Chúng ta không thuộc về nhau. Chúng ta không thuộc về nơi này. Tìm tìm đam mê giờ nó mang con kia canh chìm sâu. Tình về nơi đâu, cô đơn đôi chân lạc trôi giữa bầu trời. Màn đêm che dấu, từng con tóc qua là phía sâu ở môi. Tại vì anh thôi, em sẽ mê nên đôi khi quá dại khờ. Nhắm mắt thơ thơ, anh không muốn lạc vào trong nỗi đau này. Phía trước bây giờ ai đang nắm chặt bàn tay của em vậy? Mong lâu như một trò đùa, anh xin giơ tay rút lui thôi. Check out bây giờ đây. Chúng ta không thuộc về nhau. Chúng ta không thuộc về nhau. Chúng ta không thuộc về nhau. Em hãy cứ đi bên người mà em cần. Trái tim không thuộc về nhau. Giấc mơ không là của nhau. Sao câu ca buồn chiều mưa. Em lỡ xóa lối thương ngày xưa rồi. Chúng ta không thuộc về nhau. Mắm đã trở về được vị trí cũ rồi.
Mắm không thuộc về em rồi. Ủa nãy giờ em chưa có bể bài này mà trời. Không thuộc về. Bài này có rap không mọi người? Đây đây đây. Hay từ đêm qua cơn mưa bao vây chỉ giờ đôi ta. Anh ngày hôm qua cuốn gió theo mây đi về nơi xa. Trời xanh dọc bao la. Anh lên đôi chân mình mưa và lần thay có lẽ anh đã im với bên nhân tình. Quên đi để anh nhớ hơi men để anh mơ nơi đâu để anh giấu một nỗi buồn vào trong tâm. Anh không muốn làm vào trong nơi đầu này. Phía trước bây giờ ai đang nắm chặt bàn tay của em vậy? Mong lâu như một trò đùa. Anh xin ra tay rút lui thôi. Trách ai bây giờ đây? Chúng ta không thuộc về nhau. Chúng ta không thuộc về nhau. Chúng ta không thuộc về nhau. Em hãy cứ đi bên người mà em cần. Trái tim không thuộc về nhau. Giấc mơ cũng là của nhau. Cứ đêm mưa buồn chiều mưa. Em lỡ xóa lâu yêu thương ngày xưa rồi. Chúng ta không thuộc về nhau. Có cảm giác là vẫn không thuộc về nơi này rồi đó. Chúng ta không thuộc về nhau. Còn rap nữa không ta? Chúng ta không thuộc về nhau. Không thuộc về nhau. Không thuộc về nhau. Món thuộc về hành tinh món. Món không có hành tinh luôn các bạn. Bị đuổi rồi. Không ai chứa chấp. We don't talk anymore. We don't talk anymore. Mệt quá. Bây giờ mình sẽ đổi bài. Bây giờ mình qua đến. À không phải đổi bài mà là mình sẽ next qua bài sai người, sai thời điểm. Mệt quá. Tại lý do tại sao chưa hát hết mà lại đổi bài. Đó là hát không nổi. Mệt quá. Sai người, sai thời điểm nha. Bài này chắc cũng không nổi. Nhưng mà thôi. Kệ đi, kệ đi. Sai người sai thời điểm mà. Sai nhạc thì cũng đâu có sao đâu. Ai mà không sai đúng không? À, ngày mai đã mong báo lịch show luôn. Chứ hồi mất công off, báo không kịp. Báo không kịp là bắt đầu. Báo tầm bậy tầm bạ. Ngày mai mới rơi lại lúc 19 giờ nha mọi người. Mong tìm được ai chung lối về để dành một đời yêu thương trở về nhau không vấn vương. Chỉ mong rằng ta mãi bên cạnh dù đời còn bao gió sương. Và chuyện tình yêu bây giờ vẫn thế. Em vẫn luôn yêu anh thôi dù anh giờ đây đã khác rồi. Tình yêu mà em vun vén bao lâu kết thúc khi anh nói câu anh thấy chúng ta không hợp mình chia tay. Yeah, mình gặp nhau đúng hay sai mà đã chia hai coi nhau như chẳng tồn tại. Hợp nhau là do mình thôi luôn sống thứ tha vì nhau. Tìm được nhau dễ dàng đâu có phải bên nhau một ngày hay bốn năm hôm. Này anh nói câu không ngập là do thay bói hay sao? Vậy anh có chắc bao năm mọi thứ yêu thương anh trao dành mỗi em không? Mình gặp nhau sai thời gian và sai người phải không ai? Nhìn người mà em từng thương cứ thế đi xa từng bước trên phố quen thuộc. Một người đứng trong một người quá xa dần. Đó em đã nói rồi. Sai chỉ một số thôi là tiêu rồi. Đằng này là mình vừa sai người mà mình còn sai thời điểm nữa. Sai như thế là sao mà có thể mà đi chung với nhau trên một con đường được.
chuyện tình yêu lúc nào cũng thế. Em vẫn luôn yêu anh thôi, dù anh giờ đây đã khác rồi. Tình yêu mà em vun vén bao lâu kết thúc khi anh nói câu anh thấy chúng ta không hợp, mình chia tay nhé. Mình gặp nhau đúng hay sai mà đã chia hai, coi nhau như chẳng tồn tại. Hợp nhau là do mình thôi, luôn sống thư tha vì nhau. Tìm được nhau dễ dàng đâu, có phải bên nhau một ngày hay bốn năm không? Nay anh nói câu không hợp là do thầy bói bắt chia tay. Vậy anh có chắc bao năm mọi thứ yêu thương em trao riêng mỗi em không? Mình gặp nhau sai thời gian và sai người phải không ai? Nhìn người mà anh từng thương cứ thế đi xa từng bước trên phố quen thuộc, một người đứng trong một người qua xa dần. Mà đã chia hai, coi nhau như chẳng tồn tại. Hợp nhau là do mình thôi, luôn sống thư tha vì nhau. Tìm được nhau dễ dàng đâu, có phải bên nhau một ngày hay bốn năm không? Để anh nói câu không hợp là do duyên số hay sao? Vậy anh có chắc bao năm mọi thứ yêu thương anh trao riêng mỗi em không? Mình gặp nhau sai thời gian và sai người phải không ơi? Nhìn người mà anh từng thương cứ thế đi xa từng bước trên phố quen thuộc, một người đứng trong một người khoát xa dần. Đây là phiên bản sai người sai thời điểm, à rất là lồng lộn của Mom. Bye bye mọi người, bye bye mọi người, trước hết giờ rồi, để Mom đợi idol sau lên rồi Mom up nha. Một người đứng trông theo một người quá xa. Ủa vậy hả, là tính ra Mom hát sai lời á hả các bạn? Mom đụng cái là tối ngày hát sai lời, không sao cả. Bye bye mọi người nha, bây giờ Mom đã đợi idol sau lên rồi up. Cảm ơn các bạn đã vô chơi nha. Bây giờ Mắm phải đi thử đồ, tại vì cuối tuần phải đi quay, mà đi quay biển rồi chứ. Đi quay biển là coi như phải lồng lộn gấp mấy lần ở những cái khu vực khác. Bài này bài gì quen á? À cái bài của Hoa Vinh. Đến em hỏi thêm em không? Ok. Rồi rồi, ok. Bye bye mọi người nha. Bye, đợt sau lên rồi nè. Cảm ơn các bạn.